Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lông Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 13 tháng 12, em lên lô máy 14 con, báo giá cho bà con lô máy 14 con nha các bác. Máy em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác để vặn cái tơ cầm ạ. Và hôm nay nô máy đa phần những con hàng nhỏ, hàng cỡ trung bình khá nha các bác. Không, hôm nay không có công suất cỡ lớn. Có Maru, có Makita, 4 thi, đẹp xuất sắc ạ. Có một con Echokirit 26, một con Shinagawa S26, có những con Maru Jangma 23cc, Mitsubishi TL23 thôi ạ. Ryubi do Zenwatt Komatsu sản xuất 22, Mitsubishi TBE 27, 2, con này 24, Mitsubishi TL261, Robin 22cc và một con Mitsubishi TL23 đẹp xuất sắc ạ. Maru Jangma 20cc và một con Taraka 20cc nha các bác. Toàn hôm nay toàn cỡ nhỏ nhỏ, cỡ trung bình. Có một con S26 nói chung là cỡ khá tí đi ạ. Và trước khi review từng con một thì em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt như các bác. Sáng nay hoặc đông này không sử dụng mình bơm xăng ạ. Đó, có đúng bơm xăng mình bấm bơm. Rồi xăng lên rồi, mình đóng ne lên tùy theo từng cái ne nha các bác. Đó, những cái này ne đỏ thì các bác gạt lên thôi. Đó, bên tay trái thì các bác thả xuống. Đó, bên tay phải các bác gạt lên. Đó, khi nào nó nổ xong rồi á, bên tay phải thả xuống, còn bên tay trái lại làm ngược lại nhá. Rồi, sắp nổ. Vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình làm vậy nha. Còn khi nổ lại, bây giờ như bây giờ nổ lại này, không cần phải bơm xăng, không phải đóng đèn nữa, nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Vâng, nhớt thì các bác pha tỷ lệ cho em 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những dòng nhớt thông thường, mệnh giá cho nhớt tầm 60.000 đến 120.000 đồng 1 lít thì các bác pha tỷ lệ 1/20 nha các bác. Những cái dòng nhớt đắt tiền hơn 180, 200 hoặc 250.000 ạ, các bác có thể pha tỷ lệ 30-40/1 nha các bác. Cái lô máy là lô chữ Y nha các bác. Các bác lưu ý lô chữ Y thì em sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 14. Bác nào chốt con nào, chọn con nào, tời đi tời lại con đó coi nha các bác. Giá máy, công suất máy, đời máy, hãng máy tần tật em đã báo rõ ràng trên video rồi. Và Y1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Talaka. Con này 20cc, lòng 30 ly, công suất cỡ nhỏ nha. Chế Gomoro, le đỏ tự động, tum rời tum nhôm. Vâng, và những cái thương hiệu này thì chỉ có giá là 1.050.000 đồng nha các bác. Giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác, cực kỳ xịn sò luôn. Đó, các bác thích vừa phải túi tiền mua những con công suất cỡ nhỏ nhỏ này này. 1.050.000 đồng cho con số Y1 ngày hôm nay nha các bác. Vâng, Y2, một con đến từ thương hiệu Maru Jangma BC20, đẹp xuất sắc các bác nha. Vâng, chế qua Maru, tum rời tum nhôm, những cái tum của Maru Jangma có thể gắn máy xịt thuốc nha. Tay ga giữ. Vâng, tất cả riêng nguyên bản hết. Và với thương hiệu là ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.300.000 đồng cho con số Y2 ngày hôm nay nha các bác. Tum rời tum nhôm. Những thương hiệu này thì nóc máy có dập Made in Japan, dập nổi nha các bác. Cực đẹp luôn ạ. Con này công tác nằm tận ở dưới này nha các bác. Đó, công tác nằm ở dưới này nha. Vâng, 1.300.000 đồng cho con số Y2 nha các bác. Y3 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly. Con này đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Vâng, nó bánh dòng này có dập Made in Japan, dập nổi nha. Chế Gomoro 2 kim, tua cực kỳ nhanh luôn ạ. Tum rời, tum nhôm. Tay ga giữ, đầu bò chấn đá đi. Và với thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.800.000 đồng cho con số Y3 ngày hôm nay. Đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly ạ.
Vâng, Y3 1.800.000 đồng ạ. Tiếp tới con Y4 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Robin BF22 22cc, lòng của nó 31 ly nha các bác. Đang sử dụng chế Guamoro, chế 1 kim tum liền, tay ghi đông 1, tay gà đây nha. Đó, tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Và với thương hiệu này nó chỉ có giá là 1.300.000 đồng cho con số Y4 nha. Robin 22cc lòng 31 ly, đẹp xuất sắc ạ. Vâng, tất cả những con trong những video gần đây và sắp tới một số ngày nữa là tất cả các hãng máy em đều giảm cho các bác nhá. Đó, bình thường nó không có giá 1.300.000 đâu. Như con này bình thường nó phải 1.400.000 đồng. Đó, hôm nay chỉ có 1.300.000 đồng Y4 nha các bác. Vâng, Y5 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly. Con này đang sử dụng chế Guamoro, chế 1 kim, le đỏ tự động, tum liền. Vâng, con này bán 1.800.000 đồng cho con số Y5 ngày hôm nay nha. Mitsubishi trục giật trợ lực nha, lốc máy dập Mỹ Japan dập nổi ạ. Cái đời này thì có trục giật trợ lực, các bác giật khẽ là nó nổ thôi, cực kỳ nhạy nổ nhá. Tiết kiệm xăng, đồ thay tháo dễ. Y5 1.800.000 đồng, giá đã bao ship và là món phụ kiện kèm theo cho các bác ạ. Tiếp tới là con Y6 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TBE24cc lòng 32 ly. Và với những cái thương hiệu này là đời cao nhất của dòng Mitsubishi nhá. Đang sử dụng trục giật trợ lực, chế 2 kim, đây một kim chỉnh này, trên một kim chỉnh nhá. Và chế của nó là 2 họng xăng. Đó, khi nào các bác ga một nửa ga ấy thì nó mở một họng, khi nào các bác ga hết ga ấy, thì nó sẽ mở hai nhá. Và thiết kế cái chế những cái đời này thì rất tiết kiệm xăng nhá. Tum liền. Vâng, đặc biệt hơn con này đang sử dụng tay ga hộp xịn sò nhá. Đó, bóp cực kỳ nhẹ luôn. Đó. Các bác có thể bóp đây là có thể nó lên 7 đến 8 phần ga. Còn khi nào hết ga các bác bóp đây là hết ga nhá. Tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác. Và với thương hiệu này ngày mai sẽ bán giá là 1.800.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TBE24cc lòng 32 ly. Đẹp xuất sắc ạ. Lốc máy dập Made in Japan, trục giật trợ lực bằng lò xo. Và những cái đời cao này con nào nó cũng đẹp hết ạ. Con nào cũng xuất sắc. Vâng, Y6 giá 1.800.000 đồng. Tiếp tới con số Y7 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Ryobi ạ. Con này là một con Zenwatch Komatsu nha các bác. Zenwatch Komatsu do tập đoàn Ryobi phân phối. Các bác để ý này, Ryobi nó phân phối cho Zenwatch Komatsu hay là Mitsubishi hoặc là một số hãng khác nha. Ví dụ phân phối cho Mitsubishi thì giá tiền nó cao hơn một chút. Đó, phân phối cho Komatsu thì giá tiền nó giảm giảm một chút. Và phân phối cho một số hãng nữa nha. Đây là một con Zenwatch Komatsu BC22 22cc lòng 32 ly nha. Đang sử dụng chế Guamoro, chế 1 kim, le đỏ tự động, tum liền. Con này có trục giật trợ lực bằng lò xo nha. Đặc biệt hơn con này cũng sử dụng tay ga hộp nha. Đó, tay ga hộp xịn xò. Tăng chỉnh ga ở đây, ý là cái mức giữa ga ở đây này. Xong bóp vào đây là các bác ga hết cỡ nữa, chỉ một ga, có nửa ga thôi. Gỡ ga hết cỡ là gỡ ở đây. Vâng, tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Và với thương hiệu đẹp đẽ như thế này, tay các hộp xịn sò, em sẽ bán giá là 1.650.000 đồng nha. Ưu điểm của này cực kỳ nhẹ nhàng rồi, rất nhẹ nhàng, chưa tới 4kg đâu ạ. Đó, bác nào mà thích cao tuổi, thích nhẹ nhàng, tiết kiệm xăng, dễ đổ thì các bác chọn con số Y7 ngày hôm nay nha các bác.
Và con này tiếng máy rất giòn nha các bác. Với i7 1.650.000 đồng ạ. i8 ngày hôm nay là một con Mitsubishi nữa, Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly ạ. Chế qua Moro, chế 2 kim, tum rời, tum nhựa. Vâng, với con này thì cũng ghi nguyên bản hết cho các bác. Và với thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.750.000 đồng cho con số i8 ngày hôm nay nha các bác. Đó, cực kỳ đẹp luôn ạ. Vâng, i8 1.750.000 đồng nha các bác. i9 ngày hôm nay một con đến từ thương hiệu Marujang Ma 23cc lòng 32 ly ạ. Đẹp xuất sắc ạ. Chế qua Moro, chế 1 kim, tum liền, tay ghi đông 1 nha. Gà ở đây. Tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Và với thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.500.000 đồng cho thương hiệu Marujang Ma 23cc lòng 32 ly nha. À, những cái thương hiệu Marujang Ma lúc máy cũng dập mini Japan dập nổi nha. Nó có cả số khung máy này. Đó, con này cực kỳ đẹp luôn. Đó, chót tròn tròn ạ. 1.500.000 đồng cho con số Y9 nha các bác. Vâng, mấy ông thợ nhà em hôm nay toàn làm máy nhỏ thôi các bác ạ. Hôm nay em đi vắng có một ngày thôi mà không có con nào Mitsubishi TL26. Mai nha các bác. Mai em sẽ đăng một số Mitsubishi TL26 201 cho các bác lựa chọn. Hôm nay không có nhà nên là thợ nó làm bằng này con là tối đăng luôn. Hầu như đa phần nhà em cứ ngày nào làm đăng ngày đó. Đó, hôm nào có thợ nào ngày nào thì em biết đăng con đó thôi. Vâng, i10 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Marujang Ma. Con này 23cc lòng 32 ly. Cũng như cái con số i9 thôi ạ, nhưng mà nó đời khác. Đó, K đời KC. Đời này có trục giật trợ lực nha. Đó, chế có Moro, chế 1 kim, tum liền, tay ga giữ. Với tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Và với thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.550.000 đồng. Đó, cái giá rớt này thì các bác mua thì các bác không phải lăn tăn về giá cả đâu ạ. Đó, cực kỳ giảm giá so với tất cả những con mà cách đây tầm khoảng nửa tháng trước em đăng nha. Giảm 50.000, 100.000, có con giảm 150.000. Cực kỳ xịn sò luôn, một con Marujang Ma trục giật trợ lực nhá. Với con số i10 1.550.000 đồng ạ cho thương hiệu Marujang Ma 23cc lòng 32 ly ạ. Với tiếp tới con số i11 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Shinawa nhá. Đây là một con máy thuộc hệ là châu bò đấy ạ, cực kỳ bền luôn. Nó là cái dòng 26cc nhưng mà nó là 26cc nhưng mà nó khỏe nhất nhá. Ở cái phân khúc 26cc nó là những dòng châu bò và khỏe nhất đấy ạ. À, con này phát chuyên nghiệp. Đó, chế quả ga, tum liền, tum nhôm. Các bác nhìn cái tum này cực to luôn. So với tất cả những con 26cc của tất cả các hãng, con này là con to nhất nha và nặng nhất nha. Đó, con này đang sử dụng tay ga giữ, đầu bò ri. Và với thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.400.000 đồng nha. Nó giảm rất nhiều so với mọi khi đấy ạ. À. Mọi khi tầm khoảng 2.600.000 đấy ạ. À. Đó, i11 2.400.000 đồng. Xin nhau qua F26 26cc lòng 34 ly ạ. À. Với những phiên bản này, nóc máy người ta sẽ không dập Made in Japan nha. Và nhập dập tên thương hiệu, ví dụ lòng này có chữ Shinawa dập nổi nha. Đó, và ở cái trên mặt nóc này, nó có chữ Shinawa dập nổi nha. Với tình trạng của này thì gần như là riêng nguyên bản, có mỗi cái bình xăng mới em đã thay nha. Đó, không liên quan đến máy móc. Bác nào thích một con máy châu bò, đó, phát bên, khỏe,
đỡ hỏng vặt thì các bác chọn con số Y11 ngày hôm nay nhá. Em khẳng định với các bác cái đời này này, những con Mitsubishi TL26 không nặng nó đâu ạ. Nó còn bền hơn Mitsubishi TL26 đấy ạ. Và tiếp tới con số Y12 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Echo Kirit nhá. Và con Echo Kirit đẹp xuất sắc ạ. Đang sử dụng chế bơm xăng ngang, chế ga ngang nhá. Với cái phiên bản này của Echo Kirit này là nó không liên doanh bố con thằng nào. Đó, thường thường là ví dụ Mitsubishi có chế Wamboro thì của hãng Wamboro, chế Wamboro. Đây là chế đời mới của thằng Echo Kirit luôn, chế ngang, bơm ngang. Đó, trục giật trợ lực. Tum liền. Tay ga giữ. Đầu bò rim. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.800.000 đồng, con số Y12 nha các bác. Echo Kirit 26cc lòng 34 ly. Đó, phiên bản này cực đẹp, cực chất luôn nha các bác, chân bảo vệ bình xăng đầy đủ hết từ A tới Z cho các bác, trục giật trợ lực nữa chứ ạ. Đó, rất xịn sò cho các bác. 1.800.000 đồng cho con số Y12 nha các bác. Chỉ cần bơm xăng, đóng ne lên, kéo khẽ cái nó đổ thôi. Con này cực kỳ nhạy nổ nhá. Vâng, Y12 1.800.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, từ con Y1 đến Y12 đều là dòng 2 thì các bác phải pha xăng nhớt nhá. Xăng pha nhớt. Và con Y13 và Y14 là thương hiệu đến từ thương hiệu những thương hiệu 4 thì nhá, xăng riêng, nhớt riêng. Đó, xăng các bác sử dụng răng trắng, còn nhớt các bác sử dụng đổ vào đây. Nó như kiểu là chạy Honda nâu nâu, các bác có thể châm thêm hoặc là thay nhá. Đó, và đây là một con Makita đến từ thương hiệu Makita, 265 26cc lòng 34 ly, đang sử dụng chế Wamoro, chế tum liền. Vâng, tay ghi, tay giữ, công tác luôn trên tay. Và với thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.800.000 đồng cho con số Y13 ngày hôm nay nhá, đến từ thương hiệu Makita 26cc ạ. À, 4 thì nhá, các bác lưu ý 4 thì. Y13 1.800.000 đồng nha các bác. Vâng, Y14 cũng đến từ thương hiệu Makita, phiên bản khác một chút nha. 27cc lòng 34 ly. Vâng, con này đang sử dụng tum liền, tum nhôm, tay ga giữ cũng riêng nguyên bản hết cho các bác. Và thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.950.000 đồng cho con số Y14 nha. Đó, cực đẹp luôn nha các bác. Rồi, đổ đi em. Và các bác lưu ý nhá, cái dòng 4 thì bao giờ cái độ tua nó cũng chậm hơn dòng 2 thì. Những cái ưu điểm của nó thì chắc chắn là các bác đã biết đấy ạ. Tiếng máy êm, tiết kiệm xăng. Đặc biệt là các bác không cần phải để ý gì pha xăng nhớt nhá. Và nhược điểm của nó thì nó đeo hơi nặng hơn dòng 2 thì. Đó, và cái độ tua của nó sẽ chậm hơn 2 thì một chút, không thể bốc máy bằng 2 thì được. Và con số Y14 em bán giá là 1.950.000 đồng nha các bác. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 14 con. Em xin nhắc lại, giá em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Bác nào chưa chốt được con nào ở lô này, chưa thích con nào hoặc là chốt chậm, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Phát sóng vào khung giờ 7:30 cho đến 8:30 buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video.